trừ này, nhưng mà nếu trừ này trong ngoặc ta lại tiếp tục làm ở trong ngoặc tiếp. Đây là 5 rồi, để 20 trên 5. Rồi, 2 4 2 4 chia hết cái này 1, 2, 3 nhầm thầy bị lừa đấy. Đấy, tức là từ bài 1 sang bài 2 nó liên quan đến nhau rất là nhiều, các em chỉ cần đặt tính và làm tính toán rất cẩn thận thì chúng ta sẽ làm được mọi bài luôn, đúng không? Vâng ạ. Tiếp tục nha, chúng ta sẽ xem một dạng nữa cũng liên quan đến tính toán nhưng nó là một dạng khác. Mình sẽ đến kia đi, nó là dạng tìm ích. Là các phép tính toán nhưng mà các em sẽ nó là một dạng ưu tiên tìm ích trên bảng của bốn phép tính. Thầy cho các em mỗi phép tính là 2 phút, các em sẽ làm nhé.